Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777 TNT Cabinet Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177 Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Lê Thái và Thảo Tiên chào đón các khán thính giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lê Lô Sài Gòn TV trong bằng tầng 56.10 và website lelosaigontv.com. Hôm nay là ngày thứ Tư, 17 tháng 8, năm 2022 để mở đầu là phần tin Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Diễn viên bị cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha giải trình xin lỗi nhà hát kịch. Quảng Ninh đính chính tin về hòn non bộ to nhất Việt Nam ở tỉnh này. Di tích quốc tự giám ở Huế bị cháy, Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Diễn viên bị cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha giải trình xin lỗi nhà hát kịch. Liên quan đến việc diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi ở Tây Ban Nha. Hôm 17 tháng 8, bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Hồng Đăng có làm bản giải trình gửi cho giám đốc nhà hát kịch Hà Nội. Sau đó, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội đã ra thông cáo báo chí cho biết Hồng Đăng đi ra nước ngoài là để thăm hỏi người thân và đi du lịch ngắn ngày. Nhưng do không nắm rõ quy định nghỉ phép để đi ra nước ngoài của viên chức nên mới chỉ gọi điện báo cáo giám đốc nhà hát mà chưa làm đơn xin nghỉ phép theo quy định. Cũng theo thông cáo này thì Hồng Đăng dự định trở về Việt Nam ngày 1 tháng 7. Nhưng đến ngày 24 tháng 6 2022, ông Đăng gặp phải sự cố bất khả kháng tại Tây Ban Nha. Vì thế, Hồng Đăng phải ở lại để giải quyết mà không thể bay về Việt Nam như dự kiến trước đó. Chính vì vậy, ông Lê Hồng Đăng có gửi lời xin lỗi đến ban giám đốc nhà hát và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước vi phạm của mình. Toàn bộ thông cáo của nhà hát kịch Hà Nội không hề nhắc gì đến sự việc xảy ra ở Tây Ban Nha, mà chỉ xoay quanh việc diễn viên này đi chơi không xin phép. Không những vậy, ông giám đốc nhà hát kịch Hà Nội còn nói thêm rằng, với Hồng Đăng, việc ở nước ngoài hơn một tháng là chuyện ngoài mong muốn, không phải hành động cố tình ở lại nếu cậu ấy cố tình ở lại, mới tính là vi phạm nghỉ quá số thời gian quy định. Quảng Ninh đến chính tin về hòn nông bộ to nhất Việt Nam ở tỉnh này Kết thúc quý vị, tỉnh Quảng Ninh đã lên tiếng đính chính hình ảnh trên mạng xã hội về một núi đá nằm giữa quần thể khu đô thị mà cư dân mạng gọi là hòn nông bộ to nhất Việt Nam. Đính chính của ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn nói rằng, dự án khu đô thị ở huyện Vân Đồn có dấu hiệu ảnh hưởng đến di sản Vịnh Hạ Long là không đúng với hiện trạng. Cơ quan này giải thích khu đô thị có hòn non bộ ở Vân Đồn là hình ảnh ở khu vực Ao Tiên thuộc phạm vi khu kinh tế Vân Đồn và bức ảnh trên mạng không đúng với hiện trạng tại Ao Tiên. Theo giải thích của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn, khu vực Ao Tiên trước đây là một vùng sinh lây, hoang hóa và trong những năm qua, nơi này được tỉnh kêu gọi đầu tư hạ tầng phục vụ cho phát triển của khu kinh tế Vân Đồn. Vân Đồn từng được nhắc đến với hồi tháng 6 năm 2018 khi nổ ra các cuộc biểu tình ở nhiều tỉnh thành của người dân phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng. Vân Đồn là một trong ba nơi mà chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách các đặc khu thuộc ba miền của đất nước, Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc. Trước làn sóng phản đối của người dân, vào trung tuần tháng 2 năm 2020, Vân Đồn được chính thức quy hoạch thành khu kinh tế biển Đà Nẵng di tích quốc tử giám ở Huế bị cháy. Chiều thứ Tư 17 tháng 8, trụ sở Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế thuộc di tích quốc tử giám ở Kinh Thành Huế bị bốc cháy. Sự việc diễn ra vào khoảng 2 giờ 30 chiều, tòa nhà bên phải cạnh Di Luân nằm trong di tích quốc tử giám ở phường Đông Ba, thành phố Huế, bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét. Tòa nhà này là nơi trưng bày các hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Pháp của Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, một phần mái ngói của tòa nhà bị đổ sập, nhiều vật dụng trưng bày bên trong bị thiêu rụi. Quốc tự giám nằm trong kinh thành Huế được vua Duy Tân xây dựng năm 1908 thay thế cho quốc tự giám ở làng An Ninh xây dưới thời vua Gia Long minh mạng. Sau năm 1975, quốc tự giám được sử dụng làm bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế. Tháng 12 năm 1993, quốc tự giám cùng với hệ thống di tích cung đình triều Nguyễn đã được ghi tên vào danh mục di sản thế giới của UNESCO. Hà Nội tuyên y án phạt ông Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm, tổng cộng là 16 năm tù. Hôm ngày thứ tư vừa qua, ngày 18 tháng 7, ngày 17 tháng 8, thưa quý vị, Tòa án Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm trong phiên xử phúc thẩm ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm. Theo đó, hai nhà hoạt động cho quyền lợi đất đai vẫn bị phạt tù tổng cộng 16 năm. Tin của đài VOA cho biết Phán quyết tại phiên phúc thẩm vẫn xác định rằng ông Trịnh Bá Phương, 37 tuổi và bà Nguyễn Thị Tâm, 50 tuổi phạm tội tuyên truyền chống nhà nước. Ông Phương bị 10 năm tù giam, 5 năm quản chế, còn bà Tâm thì bị 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. Ông Phương có mẹ là Cấn Thị Thêu và em trai là Trịnh Bá Tư cũng là những nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai và cũng đã bị bỏ tù với các mức án nặng. Gia đình ông Phương và bà Tâm là những người có tiếng nói mạnh mẽ đứng về phía người dân trong đấu tranh về đất đai ở Thôn Hoành, xã Đồng Tâm, cũng thuộc thành phố Hà Nội. Vụ khiếu nại kéo dài nhiều năm ở đó có kết cục là công an dùng vũ lực đột kích vào thôn hồi ngày 9 tháng 1 năm 2020 đã làm chết một thủ lĩnh nông dân và ba tên công an. Phản ứng về việc tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm, Ông Phil Robertson, đại diện của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, đã ra tuyên bố nói rằng, cùng cách hành xử của chính quyền đối với ông Phương và bà Tâm xâm hại các quyền của người dân, làm lộ tẩy lời hứa suông của Việt Nam về việc mang lại đất đai cho nông dân. Ông kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế và các cơ quan của Liên hiệp quốc và các nhà ngoại giao ở Hà Nội cùng lên tiếng phản đối việc Việt Nam xâm hại các quyền của ông Phương và bà Tâm, đòi tòa phúc thẩm hủy bỏ án bất công dành cho việc hai ông và bà chỉ đơn thuần thực thi ôn hòa các quyền dân sự và chính trị của họ. Nhảy xuống biển cứu du khách một người dân Phú Quốc bị chết. Nhảy xuống biển tham gia cứu năm khách du lịch bị nước cuốn, ông Nguyễn Văn Thái, 56 tuổi, ở Dương Tơ, đã chết vì kiệt sức. Sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 17 tháng 8, có 5 du khách gồm 3 người lớn và hai trẻ em đang tắm biển thì bị sóng cuốn ra xa, nghe tiếng kêu cứu, ông Nguyễn Văn Thái cùng nhiều người ngay lập tức lao xuống biển cứu người. Nhưng do sóng quá lớn, ông Thái không thể nào đưa các nạn nhân vào bờ. Lúc này một người dân địa phương khác đã lấy thuyền thúng bơi ra ứng cứu, giúp ông Thái đưa các nạn nhân lên thuyền thúng. Riêng ông Thái khi vào đến bờ thì kiệt sức. Đưa đến bệnh viện thì qua đời. Theo người dân địa phương, vào mùa này, các bãi biển phía Tây của Bão Phú Quốc thường có sóng lớn. Mặc dù đã được cảnh báo nhưng hầu như năm nào cũng có vài vụ chết đuối xảy ra. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Thảo Tiên và Để Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo những thông tin thư thương mại bảo trợ cho đài.